Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Mình là Nguyễn Tất Nhiên, thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất hiện nay, cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp toàn quốc. Hôm nay thì mình lại đang có mặt tại Sơn Lôi, Lập Thạch để thăm lại đứa con tinh thần của mình, chính là cái mẫu biệt thự nhà vườn chữ U Lâm Giang. Cái mẫu này thì mình thiết kế rất nhiều trên toàn quốc, được xây dựng rất là nhiều, đặc biệt là những bác mà con trưởng nhà trường thì lựa chọn cái mẫu này rất là nhiều luôn. Đó, mình đi lùi một chút để các bạn nhìn tổng quan cả cổng và tường rào. Cảm ơn quý vị khán giả luôn xem và ủng hộ những cái chương trình chia sẻ của em. Để thực hiện cái mẫu này thì trước hết là đất chúng ta cũng phải khá rộng, và tiền như mẫu này thì nó khoảng 2 tỷ các bác nhá. Ngôi nhà thì rất là to, và để mà thể hiện theo điều kiện của từng bác là nó được chi tiết trong tính toán cũng như trong thiết kế. Vẫn là ngôi nhà này thôi, có thể 5-10 tỷ các bác vẫn thể hiện hết được, và 1-2 tỷ là các bác vẫn làm được các bác nhé. Và đây nó chính là cái mẫu chữ U Lâm Gian huyền thoại 2 tầng mái. Em cũng thường xuyên chia sẻ những cái mẫu này á, thì nó là của quan chức xứ Huế thời cung đình thời xưa, nhưng hiện nay thì đã ứng dụng vào thiết kế nhà dân dụng, nhà ở của nhân dân, đặc biệt phù hợp với những bác con trưởng nhà trường, bởi vì cái không gian của phòng khách kết hợp phòng thờ, không gian sinh hoạt chung rất là rộng rãi và rất phù hợp với sinh hoạt của nông thôn. Về căn này thì thiết kế nhà là 17 x 10, có hậu cung và bếp liền kề. Diện tích là 5 x 10, 50 m², cả bếp, cả phòng vệ sinh, phòng ăn là tất ở trong không gian đó luôn. Đó, tường trắng sân gạch đỏ là cái gì đó nó rất truyền thống, rất gần gũi, rất thôn quê quý vị nhé. Và ngay ở đầu khu bếp kia chính là khu vực vòi nước. Cái chỗ đấy khi mà gia đình có công việc thì rất thuận tiện luôn, một vài chục mâm cỗ là thể hiện chỗ đấy là rất là phù hợp. Là mời quý vị và các bạn đi vào bên trong để tham quan không gian của ngôi nhà. Đấy, hệ phào chỉ rồi là cột là mang dáng dấp của tân cổ điển, thể hiện trên những cái đầu cột đấy các bác. Thợ xây của ngôi nhà này thể hiện những cái đường nét phào chỉ cũng rất là sắc nét đấy các bạn. Thiết kế 5 bậc để đi vào trong nhà, để ngôi nhà có cái sự cao thoáng, rộng rãi. Và cột của em là vuông 50 các bác nhé. Chân cột là giả đá thôi. Về căn này thì đổ bằng ở ngay bên dưới này, khoảng 4m3. Đó. Và đây cũng chính là cái cách làm tiết kiệm đây các bác này. Nếu khuôn vôi này chúng ta làm khuôn vôi 20 bằng gỗ hết thì nó tốn hơn rất nhiều. Ngôi nhà này cả bếp, cả nhà chính, diện tích nó khoảng 200m², cả nội thất, nội ngoại thất, sân vườn, cổng cửa, bạn chủ nhà chia sẻ là hết khoảng 2 tỷ. Đó, và cửa chính là làm rộng hơn, hai cửa nhỏ hai bên để thể hiện cái sự trang nghiêm cũng như ưu tiên hơn cái không gian chính giữa và thiết kế hậu cung này. Và khu vực phòng khách của em đang có diện tích là 8 x 6, 48m². Vị thấy đủ rộng rãi không ạ? Và sập gụ, tủ chè, án gian, trường kỳ, nó chính là cái phong cách chuẩn của chữ U Lâm Gian. Đó. Bên này chúng ta có thể nằm ngủ tạm, ngủ trưa được. Tivi đây, kệ tivi bạn chưa treo. Đó. Vế bên này có 2 phòng ngủ, mỗi phòng có diện tích là 4 x 4, 16m². Con chào cô ạ, cho con tham quan phòng cô tí. Rộng rãi, sạch sẽ. Phòng bên này cũng vậy quý vị nhá, 4 x 4, 16. Thôi, mình không bảo nữa. Và đây là cái khu vực nhà kho, nhà xe. Rất tiện khi chúng ta đi xe về đây, đi vào trong nhà luôn. Đó. Và khi mở được cái trục giao thông thông thoáng như này thì cái ngôi nhà của chúng ta luôn thoáng mát. Và đặc biệt khi mà có công việc á, thì nó có rất nhiều cửa, rất nhiều lối thoát, nó không bị ùn tắc ở trong nhà. Đó. Mời quý vị tham quan tiếp theo. Đấy, cái chiều sâu sảnh này của em được 2m8 quý vị nhé. Đủ 3 mâm cỗ ở bên ngoài nữa.
phòng ngủ kết hợp học hành của các bé. Đó. 4 phòng ngủ diện tích như nhau, 4 x 4 16 hết. Và đây chính là cái khoảng liền giữa nhà bếp và nhà lớn để chúng ta đi vệ sinh nó không bị mưa lắng. Cái khoảng này 2 mét quý vị nhá, khoảng này 2 mét đấy ạ. Rất phù hợp ở nông thôn. Và cái khoảng này khoảng chứa phòng vệ sinh này. Và phía sau thì vẫn còn những cái phòng vệ sinh phụ nữa, khu giặt, khu phơi này. Đó. Không gian bếp kết hợp phòng ăn. Khoảng này của em chỉ còn khoảng 8 x 5, 40. Đó. Còn khu vệ sinh là hẳn phía sau luôn. Đây, chúng ta hình dung nếu chúng ta kê bàn ăn ở chỗ này. Ngồi ngắm ra sân phía trước cực kỳ thoáng luôn, chiêu ra ngoài sân. Đi về phía sau là khu vực phòng vệ sinh. Đấy. Về phía sau thì có 2 phòng vệ sinh quý vị nhé. 2 phòng vệ sinh. 2 phòng đều có thể tắm được và vệ sinh được luôn, giống nhau. Không bao giờ sợ thiếu phòng vệ sinh nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của em tới đây. Nếu quý vị thấy chia sẻ của em chân thành hữu ích, hãy cho em những nút thích kênh, đăng ký kênh. Cần tư vấn thiết kế, hãy gọi cho em số điện thoại trên màn hình. Em sẽ trực tiếp đến nhà, khảo sát đất, tư vấn phong thủy và thiết kế căn nhà của quý vị sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí. Xin cảm ơn mọi người.